Charlie là một chú mèo sữa nhỏ 1 tháng tuổi, bị mất mẹ, lang thang kiếm ăn và bị dính vào keo bẫy chuột trong một ngày mưa lạnh. Bé bị gãy chân sau, viêm hô hấp, hạ thân nhiệt và bỏng hóa chất dụng gần như hết lông. Tỷ lệ sống rất thấp. Ngày đầu tiên về em chỉ ăn được vài giọt sữa, hạ thân nhiệt liên tục nên phải nằm đen sưởi liên tục. Do quá bé nên em không thể bó bụng được, mà chỉ có thể nẹp chân dẫn đến sẽ bị dị tật chân. Trông em thật gầy và đáng thương. Bác sĩ cũng nghĩ rằng khả năng em không qua khỏi, nhưng bé Keo đã dũng cảm chiến đấu mỗi ngày. Em ăn nhiều hơn và tập đi trở lại sau hơn 1 tháng chữa trị. Bé Keo còn được mẹ mèo Tachi nhận làm con nuôi. Lúc này Tachi vốn là một cô mèo 10 tuổi ở quán. Tachi nhận chăm sóc những con mèo sữa mất mẹ như con ruột của nó. Sau 2 tháng, đây là lần đầu tiên bé Keo ra khỏi phòng và bắt đầu khám phá xung quanh. 6 tháng trôi qua, nó cứ sống cùng hết lứa mèo con này đến lứa mèo con khác. Lúc này các chị em sống cùng nó đã được nhận nuôi hết. Đã gần 20 con mèo con được nhận nuôi, nhưng không ai nhận nuôi nó. Vì vậy, chúng tớ quyết định giữ Keo lại làm thành viên mới của cà phê. Mọi người rất yêu Keo và mọi bé mèo khác cũng yêu nó. Chào mừng thành viên mới của cà phê rất Keo và rất Lì. Còn dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa?